Dạ vâng ạ, xin chào tất cả các anh chị nhà mình. Chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với video giới thiệu tác phẩm ngày hôm nay của bên Tượng Ngôi Đẹp Phúc Tấn anh chị nhé. Ngày hôm nay thì em gái làm video để giới thiệu tới anh chị một tác phẩm, đó là tác phẩm Phật Di Lặc Ngũ Phúc Đứng Gốc Tùng. Tác phẩm này thì bên em chế tác trên chất liệu là gỗ sụn hương Gia Lai anh chị nhé. Một cái loại gỗ rất là giá trị, chỉ đứng sau gỗ lu hương thôi. Và tác phẩm này thì của bên em với kích thước rất là khủng, với chiều cao là 1m70, chiều ngang là 93 và chiều sâu là 32 anh chị nhé. Kích thước trên thì bên em đã bao gồm cả kỷ rồi và em đã gắn tặng kèm anh chị nhà mình một chiếc kỷ cao là 25 phân ạ. Và sau đây em sẽ quay gần máy hơn để cho anh chị thưởng lãm một cái chi tiết nhất về cái tác phẩm này anh chị nhé. Thưởng lãm từ những cái led đục đến những cái chất liệu gỗ của bên em ạ. Những cái led đục của bên em thì cực kỳ là sắc nét anh chị ơi. Hàng hoàn toàn là làm thủ công anh chị nhé. Đấy, các bác nhìn ngắm từ trên xuống dưới đây. Chất liệu gỗ sụn hương thì với một cái màu vàng rất là sáng này. Đấy, những cái đường chun, đường chớp, đường sụn thì phô ra ở cái tác phẩm này rất là đẹp luôn ạ. Đây anh chị ơi, anh chị nhìn ngắm từ phía trên giúp em ạ. Phía trên đây là bên em là chế tác là một cái cây tùng cổ thụ anh chị nhá. Một cây tùng cổ thụ thân thì được bên em di sần hoàn toàn này. Thân đây các bác nhìn rất là to luôn. Đấy, đúng dáng là một cái cây tùng cổ thụ đấy ạ. Tán thì cực kỳ là dày tán này. Đấy, chế tác theo cái lối tùng Đài Loan anh chị nhá. Chế tác theo lối tùng Đài Loan. Và cây tùng này thì chế tác là do một cái bàn tay của bác nghệ nhân của bên em chế tác đấy ạ. Các bác nhìn đấy, tán tầng tầng lớp lớp xếp lên nhau này, cực kỳ là dày tán, các bác nhìn thấy không có một cái khe kẽ hở nào luôn ạ. Đấy, tán rất là dày chị nhá. Những cái cây tùng thì tượng trưng cho cái khí tiết của người quân tử và tượng trưng cho cái sức khỏe, sức sống mãnh liệt dẻo dai chị nhá. Ngoài ra thì cây tùng còn giúp gia chủ là trấn trạch trừ tà và xua đuổi những cái luồng khí xấu đem lại vượng khí tốt cho gia chủ. Đấy, các bác nhìn những cái tay tùng đua ra là rất là mềm mại luôn anh chị ơi. Tùng thì tầng tầng lớp lớp tán xếp lên nhau đấy ạ. Đấy, tạo lên một cái cây tùng rất là dày tán đấy chị nhá. Và phía dưới gốc tùng đây ạ, nhân vật chính của tác phẩm này là cụ Di Lặc. Cụ Di Lặc với một cái dáng đứng rất là thoải mái này, với những cái nụ cười rất là hoan hỉ anh chị nhá. Từ diện mặt thần thái này đến những cái led đục tỉa của bên em thì quá là sắc nét rồi anh chị ơi. Các bác nhìn ngắm gần lại với cái chất gỗ này, chất gỗ sụn hương của bên em anh chị nhá. Đấy, những cái đường sụn này, những cái đường sụn gỗ đây ạ, những cái đường chun này, quá là tuyệt vời luôn ạ. Trên cổ của cụ Di Lặc đây thì đeo một cái chuỗi tràng hạt rất là dài và bên em còn làm rất là kỹ, bên em có làm thêm cả một cái khánh anh chị nhá, một cái khánh ở với dưới cái chuỗi tràng hạt của cụ đây. Bụng thì khá là to. Bụng của cụ Di Lặc càng to thì thể hiện cho cái sự lo ấm đầy đủ đây anh chị nhé. Ngoài ra thì cái tác phẩm này thì bên em còn chế tác thêm là 5 cô chú tiểu đồng. 5 cô chú tiểu đồng thì bên em chế tác là có cả đủ lép đủ tẻ anh chị nhé. Thể hiện cho một cái gia đình rất là êm ấm này. Ngoài ra 5 cô chú tiểu đồng thì tượng trưng cho khang, linh, phúc, lộc, thọ anh chị nhé. Như các bác biết rồi, phúc thì là thể hiện cho cái sự an nhàn, hạnh phúc này. Lộc là biểu trưng cho tiền tài, tài lộc anh chị nhé. Thọ thì biểu trưng cho là sự trường thọ viên mãn. Khang thì là biểu trưng cho cái sức khỏe dồi dào. Linh là tượng trưng cho cuộc sống bình yên và an lành anh chị nhá. Đấy ạ, có đủ lép đủ tẻ anh chị ơi. Các bác nhìn ngắm từ cái diện mặt của chú tiểu đồng đấy ạ. Rất là hoan hỉ luôn. Diện mặt của chú tiểu đồng này. Chú tiểu đồng này thì trên tay đang ôm một cái hồ lô linh đơn này anh chị nhá. Rất là hoan hỉ luôn. Đấy, từ những cái dáng đứng này. Đấy, trên tay cụ thì có vác một cái cành đào. Với các bác một cái cành đào rất là nhiều trái này, rất là sai trái chị nhá. Và những cái trái đào thì to tròn và căng mọng, thể hiện cho cái sức khỏe đấy ạ và sự trường thọ. Đây các bác nhìn ngắm diện mặt của cụ Di Lặc đấy ạ. Rất là hoan hỉ chị nhá, từ cái ánh mắt này. Đấy, bên em đục tỉa rất là có hồn. Đấy, cụ Di Lặc thì luôn đem lại cái tiếng cười cho gia chủ đấy ạ. Đem lại cái sự an vui, an lành anh chị nhá. Đây ạ. Các bác nhìn ngắm phía xuống phía dưới này là một cái cô tiểu đồng đấy ạ, đang với một cái dáng đứng rất là tinh nghịch đúng không ạ. Trên tay cụ Di Lặc thì có một cái sâu tiền này với một cái đồng tiền siêu to luôn anh chị nhá. Từ những cái đường dây lơ thì bên em làm cũng rất là chi tiết này. Và phía dưới đây ạ cũng là một cái cô tiểu đồng, trên tay vác một cái gậy như ý này, đem lại cái vạn sự như ý cho gia chủ anh chị nhá. Và ngoài ra thì bên em còn chế tác thêm cả một cái củ sâm. Đấy, củ sâm nghìn năm tuổi đây ạ, thể hiện cho cái sức sống rất là mãnh liệt dẻo dai đúng không ạ. Và ngoài ra thì bên em này còn tác phẩm này còn ôm đá tự nhiên anh chị nhá, ôm những cái viên đá tự nhiên đấy ạ, phần gỗ gắn chặt vào đá này. Đây các bác nhìn những cái phần đá tự nhiên đấy ạ,
Còn một cái viên đá to ở phía dưới này thì là bên em là đá nhân tạo ấy chị nhá. Bên em ghép vào cho tác phẩm, tạo lên cái phần sinh động của tác phẩm. Đấy, phía dưới thì các anh chị nhà mình nhìn đây, cụ Di Nặc thì đang chĩnh trên một cái cầu gậy như ý siêu to luôn. Đem lại cái ngoài cái những cái ý nghĩa đem lại cái sự an vui, còn đem lại cái vạn sự như ý cho gia chủ ấy chị nhá. Cầu cho gia chủ cầu được ước thấy đấy ạ. Và sau đây em sẽ quay phía sau của tác phẩm để cho anh chị thưởng lãm một cách toàn diện nhất về tác phẩm này anh chị nhé. Chất gỗ thì là chất gỗ sụn hương với những cái đường nét chi tiết bên em đục tỉa rất là kỹ này. Đấy, các bác không thể nào chê vào đâu cái tác phẩm này được rồi. Đấy, từ những cái tán tùng anh chị nhé, hay đến những cái phía dưới đây, những cái chất gỗ này, sụn hương này, những cái da gỗ tự nhiên ạ. Các bác cảm nhận hộ em nhìn vào cái tác phẩm thì rất là ưng ý luôn anh chị nhé. Đấy, tác phẩm này thì em rất là ưng ý, kể cả những cái chất liệu gỗ này hay là những cái đường nét đục tỉa. Vì là một cái tác phẩm này với kích thước cũng khá là to khủng, chiều cao lên đến là 1m70 chị nhá, chiều ngang là 93 và chiều sâu của tác phẩm là 32. Kích thước trên thì bao gồm cả kỷ, kỷ của bên em thì là 25 phân ạ. Nên là khi bác nào mà muốn dinh cái tác phẩm này về nhà thì cũng lên cân đối cái chỗ trưng bày tác phẩm anh chị nhá. Một cái tác phẩm với đầy đủ các cái yếu tố phong thủy kết hợp trong cái tác phẩm ạ, luôn đem lại cho gia chủ những cái sức khỏe này, tiền tài, và đặc biệt là đem lại cái sự an vui cho gia đình anh chị nhé. Bác nào mà thấy ưng tác phẩm này, mà muốn sở hữu tác phẩm này, hoặc là muốn tham khảo giá của tác phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp với cả bên em qua số điện thoại Zalo là 0389 889968 ạ. Sau đây em xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại anh chị trong những cái video giới thiệu tác phẩm tiếp theo bên Tượng Gỗ Đẹp Phúc Tấn anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị nhà mình.